Xin chào mọi người. Hôm nay Phú Đại Gia không ra luôn, mấy ngày rồi chưa ra đó. Rồi Chính Thần Ở Rễ không ra, Cao Thủ Chân Tu không ra, Ba Chuyện Nắm Tay Nhau không ra. Ghét đỡ lồi chân mệnh với lại Cao Thủ Chiến Thần Sở Bắc ra dịch. Hai tập này của chân mệnh với lại Chiến Thần Sở Bắc có cũng hơi dài, hơn 20 phút. Bỏ hơi lâu thành ra là quên một số cái nội dung truyện. Át xin cảm ơn bạn Quỳnh Đỗ Đức. Bạn Quỳnh Đỗ Đức tham gia rút hội viên ủng hộ Át, cảm ơn Quỳnh Đỗ Đức rất nhiều. Chiến Thần Sở Bắc tập 89. Nghe được lời nói của em gái, trên mặt thiếu nữ càng lộ rõ vẻ áy náy. Nàng một vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống, căn bản cũng không dám nhìn Lạc Tuyết cùng Lạc Vũ Tâm một chút nào. Lạc Tuyết thấy thế, mỉm cười để đến trước mặt thiếu nữ, đem thiếu nữ từ dưới đất đỡ lên. Vừa rồi bị té, có đau hay không? Lạc Tuyết nhìn xem thiếu nữ, một vẻ mặt ôn nhu hỏi thăm. Nghe được những lời của Lạc Tuyết, thiếu nữ cũng nhìn không được nữa, trực tiếp nhào vào trong ngực Lạc Tuyết bật khóc. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa mới rồi là cháu sai, nhưng là cháu thật không có cách nào. Em gái cháu bị bệnh không thể trì hoãn được nữa, em ấy phải làm phẫu thuật, cần rất nhiều tiền, cháu không còn cách nào khác, mới có thể làm như thế, thật sự rất xin lỗi. Thiếu nữ thanh âm nghẹn ngào đối với Lạc Tuyết không ngừng xin lỗi. Lạc Tuyết nghe vậy, nháy mắt liền hiểu rõ ra, hóa ra thiếu nữ vừa rồi sở dĩ lựa chọn làm giả chứng cứ, vậy mà phía sau lại có nguyên nhân như vậy. Nàng vốn là tâm địa thiện lương, lúc này nghe được lời nói của thiếu nữ, nàng nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt càng là hiện lên vẻ thương cảm sâu sắc. Không sao, hiện tại mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, chúng ta không trách cháu. Thiếu nữ nghe được Lạc Tuyết, thần sắc áy náy trong mắt trở nên càng sâu hơn. Nàng định hướng về phía Lạc Tuyết quỳ xuống, nhưng lại bị Lạc Tuyết ngăn cản. Tôi vừa rồi đều đã nói, tôi không trách cháu, cho nên cháu không cần thiết phải quỳ xuống. Từ bên trong ánh mắt cô gái nhỏ nhìn thiếu nữ vừa rồi, nàng biết thiếu nữ chính là chỗ dựa tinh thần của cô gái nhỏ. Nếu như thiếu nữ hướng phía nàng quỳ xuống thì nhất định sẽ khiến trái tim cô gái nhỏ kia bị tổn thương rất lớn. Loại kết quả này hiển nhiên không phải là những gì nàng muốn thấy. Thiếu nữ một vẻ mặt cảm kích nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, sau đó nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía đám người. Hiện tại tôi tuyên bố một chút, lời tôi nói trước đó đều là giả. Tôi căn bản không nhìn thấy quá trình Vu Đông Đông ngã sắp xuống. Tất cả mọi người đã biết, sớm biết kết quả này. Nhưng khi bọn họ nghe được chính miệng thiếu nữ thừa nhận, về sau vẫn không khỏi thở dài. Cái cô gái này, sao cô có thể làm như vậy được à? Cô bé nhìn xem rất đáng yêu. Cô có biết hành vi vừa rồi của cô rất có thể sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với cô bé hay không? Đúng đó, coi như cô có khó khăn khó nói, cũng không thể làm giả chứng cứ như vậy. Hành vi vừa rồi của cô thật sự là quá đáng. Nếu như tôi là mẹ của đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Nghe được lời nói của mọi người, thiếu nữ vốn là đang thẹn trong lòng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng thảm hơn. Lạc Tuyết nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nàng hơi thay đổi một chút. Được rồi, mọi người liền nói ít đi vài lời đi. Con người cũng không phải là thánh hiền, ai có thể không gặp phải chuyện như vậy đâu. Nàng đã thừa nhận sai lầm, chúng ta liền phải cho nàng cơ hội sửa lại sai lầm. Hiện tại tôi đã không truy cứu, cho nên cũng mong các vị không nên nói chuyện này nữa. Nghe được lời nói của Lạc Tuyết, tất cả mọi người đều im lặng. Nếu người trong cuộc đều đã nói như thế, thì bọn họ cũng không tốt mà nói nhiều lời làm cái gì. Mọi người nhanh nhanh ngăn bà ta lại, không thể để bà ta đi như thế được. Ngay tại lúc này, trong đám người không biết là ai chỉ về một hướng và kêu lên. Lạc Tuyết quay người nhìn lại, lúc nàng nhìn thấy quý phụ muốn lén lút rời đi, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Ngay sau đó, nàng không có chút nào do dự, hướng thẳng đến quý phụ kia đi tới. Ngươi bây giờ không thể rời đi. Đi đến trước mặt quý phụ đang bị đám người cản lại, Lạc Tuyết thần sắc lạnh lùng nhìn xem quý phụ nói ra. Nghe được lời nói của Lạc Tuyết, sắc mặt quý phụ nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Mọi chuyện ngày hôm nay tôi đã không muốn tiếp tục truy cứu. Thời gian của tôi rất quý giá, không muốn cùng các người ở đây lãng phí thời gian, tránh ra. Nhưng mà lời nói của nàng vừa nói xong, Lạc Tuyết lại lắc đầu.
Ngượng ngùng, cô còn chưa xin lỗi con gái tôi không thể để cô đi như thế này. Mặc dù nàng đã tha thứ cho thiếu nữ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không truy cứu trách nhiệm của quý phụ kia. Suy cho cùng, nguyên nhân của sự việc chính là vì quý phụ vu hãm đối với nữ nhi của nàng đưa tới. Nếu như hôm nay không thể vì nữ nhi đòi làm một cách công đạo, thì trong lòng của nàng nuốt không trôi cục tức này. Trọng yếu hơn chính là sự việc này rất có thể sẽ để lại một bóng ma trong tâm trí non nớt của Lạc Vũ Tâm. Cái gì? Cô còn muốn tôi hướng con nhóc thối này xin lỗi hay sao? Cô có lầm hay không thế? Cô có biết tôi là ai hay không? Sau khi quý phụ nghe được Lạc Tuyết muốn để nàng hướng Lạc Vũ Tâm nói xin lỗi, thì trong mắt của nàng nháy mắt hiện ra thần sắc khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của cô ta không truy cứu trách nhiệm của các nàng thì Lạc Tuyết cũng phải thắp nhang cảm ơn rồi. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Lạc Tuyết vậy mà lại yêu cầu mình nói lời xin lỗi. Tôi chẳng cần biết cô là ai, cô làm thương tổn nữ nhi của tôi, liền nhất định phải nói xin lỗi, bằng không mà nói, tôi sẽ không thể bỏ qua cho cô. Lạc Tuyết bình thường, tính tình luôn nhu hòa, thời điểm bảo vệ con gái mình cuối cùng cũng trở nên kiên cường. Nhìn thấy thái độ Lạc Tuyết cường thế như vậy, trong mắt quý phụ hiện ra thần sắc hốt hoảng. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Vũ Tâm, sau đó nghiến răng đối với Lạc Tuyết nói ra. Cô có tin, chỉ cần tôi nói một câu, liền có thể để con gái của cô bị nhà trẻ đuổi học hay không? Lạc Tuyết nghe vậy, lắc đầu. Tôi mặc kệ cô là cái bối cảnh gì, năng lượng lớn bao nhiêu, tôi chỉ tin tưởng công đạo ở tại lòng người. Cô nghe được lời nói chắc chắn, kiên quyết của Lạc Tuyết, quý phụ càng thêm giận dữ. Nàng không nghĩ tới Lạc Tuyết nhìn thì như nhu nhược, tính cách như vậy mà là cương liệt như thế, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Quý phụ một vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Tuyết, nhìn chằm chằm cả nửa ngày, âm trầm mới miệng nói ra. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô có để tôi rời đi hay là không cho tôi đi? Lạc Tuyết không nói gì, nhưng là ánh mắt quyết liệt của nàng đủ để chứng minh tất cả. Quý phụ thấy thế, trong mắt hiện ra một thần sắc âm tàn. Ngay sau đó, tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy nàng bước nhanh về phía trước, giơ tay lên liền phải hướng về phía trên mặt Lạc Tuyết vỗ tới. Đám người nhìn thấy cảnh này đều là kinh hô một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ không đành lòng. Lạc Tuyết cũng là giật nảy mình, sắc mặt nháy mắt tái đi. Chính là thời điểm bàn tay quý phụ sắp rơi xuống trên mặt Lạc Tuyết, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lạc Tuyết. Cùng lúc đó, cánh tay quý phụ đang rơi xuống bị thân ảnh kia nắm trong tay thật chặt. Vợ của tôi đều không nỡ động một đầu ngón tay, như thế nào cô có thể đánh được chứ? Thời khắc báo chốt đứng ra ngăn tại phía trước người Lạc Tuyết chính là Sở Bắc. Đau, nhanh buông ra, tay của ta sắp gãy rồi. Tay quý phụ bị Sở Bắc siết chặt trong tay, dưới cơn đau đớn dữ dội, trên mặt của nàng nháy mắt lộ ra vẻ đau đớn. Cùng lúc đó, nàng một vẻ mặt đau đớn hét lớn lên. Nhưng mà đối mặt với tiếng kêu gào đau đớn của nàng, Sở Bắc không chỉ không hề buông nàng ra, ngược lại trên tay càng dùng thêm mấy phần sức lực. Theo cường độ trên tay Sở Bắc tăng lớn, tiếng kêu thảm thiết của phía quý phụ càng trở nên lớn hơn. Cứu mạng à, giết người. Giờ phút này, quý phụ tựa như là một con chuột chù thê thảm kêu gào. Thế nhưng là hành vi trước đó của nàng rõ ràng đã khiến dư luận phẫn nộ. Đối mặt với tiếng cầu cứu nàng, giờ phút này không một ai đứng ra ngăn cản. Thấy không có người nào đứng ra bên vực mình, quý phụ trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Tôi biết sai rồi, van cầu anh thả tôi ra, tôi sắp chết rồi. Trước nỗi sợ hãi tột cùng, quý phụ cuối cùng cũng thực sự sợ hãi, ngước mắt cầu xin Sở Bắc tha thứ. Sở Bắc nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, lúc này mới buông lỏng tay ra. Trên thực tế, anh cũng không muốn làm gì quý phụ này, bởi vậy anh vừa rồi cũng không hề dùng lực quá lớn. Bằng không mà nói, hiện tại liền sẽ không có kết quả như vậy. Quý phụ một vẻ mặt kiên kỵ nhìn thoáng qua Sở Bắc, trong mắt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của nàng, Sở Bắc chẳng qua chỉ là một kẻ mù lòa mà thôi. Nàng muốn nhào nặn đối phương như thế nào liền đơn giản như bóp chết một con kiến. Nhưng là bây giờ nghĩ đến loại cảm giác tuyệt vọng vừa rồi kia, trong lòng của nàng thật lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được. Cúi đầu nhìn thoáng qua cậu bé Phu Đông Đông bên người, quý phụ trong lòng giận không có chỗ phát tiết, đột nhiên vỗ một cái trên đầu cậu bé.
Tôi, mẹ đây làm đều là vì con. Thế nhưng là con vừa rồi tại sao không thay mẹ cầu xin như vậy chứ? Chẳng lẽ con muốn nhìn xem lão đường chết mới cái thật cảm thấy vui vẻ hay sao? Trên đầu gánh chịu một bàn tay giận dữ của quý phụ, Vu Đông Đông oà một tiếng khóc trống lên. Có điều có thể nhìn ra được, Vu Đông Đông rõ ràng là đối với quý phụ phi thường sợ hãi. Bởi vậy, mặc dù bị quý phụ vỗ một cái đau điếng, nhưng cậu bé cũng không biểu hiện ra sự bất mãn nào. Không chỉ có thế, cậu bé còn một bên bật khóc, một bên càng không ngừng hướng quý phụ lên tiếng xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con, mẹ trừng phạt con đi. Mọi người chung quanh nghe được lời cầu xin của Vu Đông Đông, trong mắt đều là hiện lên vẻ mặt phức tạp. Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía quý phụ trở nên càng thêm xem thường. Đối với con mình còn như vậy, thật đúng là tâm địa rắn rết. Đúng đó, trách không được, có thể làm ra chuyện vu oan người khác, hóa ra mình căn bản chính là một động vật máu lạnh. Chúng ta vừa rồi kém chút liền bị dạng người này lợi dụng, ngẫm lại thật đúng là đáng buồn. Cậu bé này thật sự là quá đáng thương. Nghe được lời nói của mọi người, sắc mặt quý phụ càng trở nên khó coi. Nhất là khi nàng nghe được đám người đánh giá tồi tệ về mình, tâm tình của nàng càng là xấu tới cực điểm. Cuối cùng, không thể nhìn được nữa, nàng hướng thẳng đến đám người gầm thét một tiếng. Tôi giáo dục con trai của tôi, đó là quyền của tôi, cùng các người có quan hệ gì sao? Các người làm tốt chính bản thân mình đi là được, lão đường làm thế nào cũng không đến được các người khoa tay múa chân. Nghe được lời kêu gào của quý phụ, đám người càng cười lớn hơn. Làm việc trái với lương tâm, còn không để cho người khác nói hay sao? Miệng của tôi ở trên người của tôi nghĩ thế nào liền nói như thế. Đúng đó, người giống như nàng tôi thấy nhiều, cậu bé làm con của nàng thật đúng là sự bất hạnh của nó mà. Thật không biết cha của đứa trẻ nghĩ như thế nào, hắn chẳng lẽ cứ yên tâm đem coi con của mình giao cho nữ nhân ác độc như thế này hay sao? Quý phụ thấy mọi người không chỉ là không hề dừng lại, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, sắc mặt nháy mắt đen thui. Lão nương nói cho các người biết, chồng của tôi là đại cổ đông của nhà trẻ này, các người nếu như dám tiếp tục phỉ báng tôi, con của các người để không cần đi học trong trường học này nữa. Đại cổ đông của nhà trẻ này. Nghe được lời nói của quý phụ, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới quý phụ này lại có lai lịch như vậy. Bọn họ những người này tuyệt đại đa số đều là người bình thường, bối cảnh giống như quý phụ này, bọn họ căn bản là đắc tội không nổi. Người tới đây, không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên âm tình bất định. Quý phụ nhìn thấy cảnh này, biết là bọn họ đã sợ, ánh mắt lộ ra một tia cười được tươi cười đắc ý. Vận mệnh con của các người đều nắm giữ tại trong tay chồng tôi, chỉ cần chồng tôi nói một câu, con của các người về sau còn có thể ở lại nhà trẻ hay không cũng là một vấn đề đó. Cho nên các người nếu như còn dám nói nhảm thêm một câu, cũng đừng trách tôi không khách khí. Nghe được lời đe dọa của quý phụ, sắc mặt của đám người nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là lần này đối mặt với quý phụ hùng hổ dọa người, bọn họ tuy trong lòng phi thường phẫn nộ nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Dù sao lúc trước vì có thể để cho con của mình được đi học tại nhà trẻ này, bọn họ đã nỗ lực rất nhiều. Nếu như bởi vì chuyện ngày hôm nay dẫn đến con của bọn họ bị đuổi học, liền có chút được không bù mất. Quý phụ bật cười đắc ý, quay người nhìn về phía Lạc Tuyết. Hiện tại cô còn không biết thời thế hay sao? Nghe được lời nói của quý phụ, sắc mặt Lạc Tuyết hơi thay đổi một chút, nghiến răng nói ra. Tôi mặc kệ cô có cái bối cảnh gì, cô đều phải hướng nữ nhi của tôi xin lỗi. Quý phụ nghe nàng nói như vậy, trên mặt lập tức trở nên trầm xuống. Xem ra cô là còn chưa gặp Hoàng Hà, chưa biết sợ hay sao? Cũng tốt, tôi hiện tại liền gọi điện thoại cho chồng của tôi, chờ anh ấy đến đây tôi nhìn cô còn có thể phách lối giống như bây giờ hay không. Quý phụ nói xong trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chồng, anh mau lại đây đi, em và con trai của anh tại cửa nhà trẻ đều nhanh bị muốn bị người khác bắt nạt muốn chết rồi đó, anh nếu là không tới chúng em sẽ gặp nhiều thua thiệt đó. Sau khi vừa kết nối điện thoại, quý phụ liền lập tức một vẻ mặt thê thảm khóc lóc kể lể. Cái gì, là tên nào anh gan hùm mật báo cũng dám bắt nạt vợ con của Vu Hải Long ta, thật là không kiên nhẫn để sống rồi mà. Bảo bối, em chờ đó, anh lập tức sẽ lên tới. Sau khi cúp điện thoại, quý phụ một vẻ mặt đắc ý nhìn xem Lạc Tuyết nói ra. Cô cứ chờ xem, chồng tôi đến đây các người sẽ số bạc ra. Nói xong nàng trực tiếp từ bỏ ý nghĩ muốn rời đi, mà là đứng ở một bên một vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lạc Tuyết chờ đợi. Cái cô này
tôi xem chuyện này, nếu không thì quên đi thôi, đem sự tình làm lớn lên, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Đúng đó, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn cho lắm, hiện tại ai cũng không bị tổn thất, mọi người dĩ hòa vi quý đi mà. Dù sao con gái của cô cũng không bị tổn thương gì, tôi xem chuyện này không bằng liền dừng lại ở đây đi. Bằng không mà nói, một khi sự tình làm lớn lên, tất cả mọi người đều sẽ khó mà kết thúc đó. Mọi người, tại sao khi biết bối cảnh của quý phụ, thái độ từng người trong nháy mắt đều biến đổi, đều nhao nhao khuyên giải Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nghe được lời của mọi người, sắc mặt nàng nháy mắt biến thành khó coi. Nàng sở dĩ kiên quyết muốn để quý phụ xin lỗi chính là vì thay nữ nhi đòi lại một công đạo. Thế nhưng là những người này vậy mà muốn nàng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Xin lỗi, tôi... Nàng vừa mới mở miệng, nháy mắt liền bị quý phụ cắt ngang. Chỉ thấy quý phụ cười lại một tiếng. Sợ rồi sao? Hiện tại mới biết sợ, e là có chút quá trễ rồi à. Lão Đường ở đây nhận ủy khuất, cái tràng tử này lão Đường hôm nay nhất định phải đòi lại. Nghe được lời của quý phụ, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập lo lắng. Bọn họ có chút bận tâm, nếu như chờ thêm một chút nữa, chồng quý phụ đến đây đem lửa giận úp đến trên người bọn họ, như thế liền hỏng bét. Thế nhưng là nhìn thái độ của quý phụ, nàng hiện tại rõ ràng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Trong lúc nhất thời, có không ít người thấy tình thế không ổn, liền muốn rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, quý phụ nói ra một câu để bọn họ nháy mắt bỏ đi ý nghĩ muốn rời khỏi. Tại trước khi chồng tôi đến đây, ai cũng không được phép rời đi. Bằng không mà nói, đừng trách tôi không khách khí. Nghe được lời đe dọa của quý phụ, đám người vô cùng tức giận. Nhưng là bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục chôn chân tại chỗ. Thời gian ước chừng trôi qua 5 phút đồng hồ, Vương Quân từ trong nhà trẻ đi ra. Trong tay ông ta ôm một cái laptop. Giám sát camera đã được kiểm tra ra. Tôi hiện tại liền mở cho các người xem một chút. Vương Quân đi tới trước mặt đám người, nói một tiếng. Sau đó ông ta liền phải bật video theo dõi bên trong máy tính lên. Nhưng mà lúc này thanh âm quý phụ đột nhiên vang lên. Vương phó hiệu trưởng, ông xác định ông muốn làm như thế đúng không? Quý phụ ngữ khí dày đặc nói ra. Vương Quân hơi sững sờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đã hiện tại các người đôi bên đều có tranh chấp thì chuyện này nên nói cho rõ ràng đi. Vu Thái Thái, cô nói tôi nó có đúng không? Ông ta vừa nói xong, quý phụ liền bật cười lạnh một tiếng. Vương phó hiệu trưởng, có một chuyện ông chỉ sợ còn chưa biết. Tôi đã gọi điện thoại cho chồng của tôi, anh ấy chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Muốn mở lên video theo dõi hay không, chính ông tự xem mà lo liệu đi. Người đó sắp đến rồi sao? Nghe được lời của quý phụ, sắc mặt Vương Quân bỗng nhiên biến đổi. Chồng quý phụ này thế nhưng là đại cổ đông của nhà trẻ bọn họ, mà lại làm người ngang ngược càn rỡ, phi thường không dễ nói chuyện. Nếu như ông ta hiện tại mở lên video theo dõi, chờ Vu Hải Long đến đây, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với ông ta. Ông ta mặc dù là phó hiệu trưởng, nhưng là có Hải Long, thân là đại cổ đông, quyền nói chuyện rõ ràng còn mạnh hơn ông ta. Dạng người như thế này, ông ta thật sự đắc tội không nổi. Nhưng đồng thời, ông ta cũng kiêng kỵ thân phận Sở Bắc. Dù sao, Sở Bắc thế nhưng là nhân vật, để hiệu trưởng đều phải cung kính kính mà đối đãi. Trong lúc nhất thời, tình thế của ông ta có chút khó xử, không biết nên lo điều như thế nào. Cùng lúc đó, ông ta trong vô thức đem máy tính vốn dĩ muốn mở ra lại úp lại. Vừa rồi, thời điểm tại phòng giám sát, ông ta liền đã xem nội dung bên trong camera giám sát. Tự nhiên là minh bạch, nếu như ông ta đem nội dung bên trong camera giám sát mở ra thì sẽ mang ý nghĩa gì. Bởi vậy, lúc này nghe được lời của quý phụ, ông ta bắt đầu lộ ra vẻ do dự. Mặc dù thân phận của Sở Bắc để ông ta cảm thấy phi thường kiêng kỵ, nhưng là chồng của quý phụ này, ông ta cũng không thể trêu vào. Vu Thái Thái, theo tôi thấy, sự tình hôm nay liền... Vương Quân suy nghĩ thật lâu, đang muốn nói chuyện. Thế nhưng, lúc ông ta vừa mới mở miệng, đã thấy một chiếc Audi hướng phía bên này lao tới. Sau khi xe Audi dừng lại, cửa xe mở ra, một thân ảnh quen thuộc từ trên xe đi xuống. Tại sau lưng chiếc xe Audi, còn đi theo hai chiếc xe thương vụ. Từ bên trên hai chiếc xe thương vụ, còn đi xuống 7-8 tên thanh niên, ăn mặc dáng vẻ lưu manh. Mấy tên thanh niên kia, trong tay đều cầm thêm một cây côn thép, mà lại nhìn ánh mắt của bọn hắn đều hiểu được. Bọn hắn sẵn sàng làm việc bất chấp hậu quả, dường như căn bản cũng không đem người khác để vào trong mắt. Vừa thấy cảnh này, Vương Quân sắc mặt thoát một cái, tái nhợt. Từ trên xe Audi đi xuống, chính là một người đàn ông tuổi trung niên.
Nam tử trung niên này, ông ta nhận biết tên là Vu Hải Long, chính là chồng của quý phụ. Nhìn xem Vu Hải Long hướng phía bên này đi tới, Vương Quân sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ông ta ý thức được sự tình hôm nay chỉ sợ không thể tốt đẹp. Nhất là khi ông ta nhìn thấy 7-8 tên lưu manh đi theo phía sau lưng Vu Hải Long về sau, trong lòng trở nên vạn phần thấp thỏm. Vu Thái Thái, cô nếu là nghe tôi khuyên một lời, cũng không nên để cho tiên sinh đem sự tình càng làm lớn lên. Bằng không mà nói, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Vì để tránh cho tình hình leo thang, Vương Quân cảm thấy mình cần phải nhắc nhở quý phụ một chút. Bởi vì người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng trong lòng ông ta rất rõ ràng, Sở Bắc nhìn chỉ như một người bình thường, nhưng là bối cảnh của anh nhất định cũng phi thường cường đại. Nếu như Vu Hải Long cùng Sở Bắc phát sinh xung đột, sự tình khẳng định sẽ phát triển đến một tình trạng không thể vãn hồi. Thế nhưng là tại quý phụ xem ra, lời nói của ông ta quá thực chính là chuyện cười lớn. Chỉ thấy quý phụ cười lại một tiếng, nói ra: tôi hôm nay ngược lại muốn xem có chồng tôi ở đây, cái tên mù lòa này có thể lật trời được hay sao. Quý phụ nói xong không tiếp tục để ý tới Vương Quân sắc mặt khó coi, hướng thẳng đến Vu Hải Long vọt tới. Chồng, anh cuối cùng cũng đến rồi, thật là quá tốt, anh nhất định phải thay mẹ con chúng em làm chủ. Quý phụ vọt đến trước mặt nam tử trung niên, hai tay rất tự nhiên kéo cánh tay của nam tử trung niên. Đối với nam tử trung niên, bắt đầu có những hành động sờ nắn. Nam tử trung niên cũng không có ai ra gì, một tay ôm chặt quý phụ vào trong ngực, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Bảo bối, mau nói cho anh biết là ai không có mắt như thế, cũng dám đụng đến vợ con của Vua Hải Long anh. Nghe được Vua Hải Long, quý phụ không có chút nào do dự, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Sở Bắc, ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Chính là anh ta, chính là cái thằng khốn mù loà này, anh ta bắt đặt em và Đông Đông, mà là anh ta còn muốn để em cùng Đông Đông ở trước mặt ông anh ta dập đầu nhận lỗi, thực sự là quá đáng mà. Quý phụ một bên nói, một bên nặn ra mấy giọt nước mắt, giả thành đáng thương. Vua Hải Long nghe vậy lập tức giận dữ. Chỉ thấy hắn đẩy quý phụ ra, trực tiếp hướng về phía Sở Bắc đi tới. Tiểu tử, dám khi dễ vợ của Vua Hải Long ta, còn mẹ nó, cậu chính là không muốn sống rồi, phải không? Đi đến trước mặt Sở Bắc, Vua Hải Long một mấy mặt thần khí lăng người, bốp. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, Sở Bắc không hề nói nhiều một câu nói nhảm, mà là nhảy mắt tiến lên, trực tiếp một bàn tay quất vào mặt hắn. Tôi người này đặc biệt không thích người ăn nói thô tục, một tát này coi như là cho anh một bài học. Sở Bắc thản nhiên nói, mù loà thối, cậu còn dám đánh lão tử nữa sao? Vua Hải Long ôm lấy mặt đã sưng đỏ, một cái mặt khó mà tin nổi nhìn xem Sở Bắc nói ra. Mấy người vây xem xung quanh nhìn thấy từng cảnh này, từng người đều là một cái mặt trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ trước đó đã từ bên trong miệng quý phụ biết thân phận của Vua Hải Long, bởi vậy bọn họ cảm thấy tại trước mặt Vua Hải Long, Sở Bắc khẳng định sẽ không dám làm càn. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Sở Bắc vậy mà lại hung mãnh như thế, không nói hai lời liền phiến cho Vua Hải Long một cái bàn tay. Quý phụ nhìn thấy Vua Hải Long bị đánh cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời ánh mắt nàng nhìn về phía Sở Bắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Nàng vốn cho rằng Vua Hải Long đến đây lấy thân phận của Vua Hải Long, Sở Bắc nhất định sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới Sở Bắc vậy mà sẽ làm như vậy. Nghe được âm thanh chất vấn của Vua Hải Long, Sở Bắc cười nhẹ một tiếng. Tại cái Tân Hải này không có người nào mà tôi không dám đánh. Cuồng. Quá thật sự ngông cuồng mà. Đám người nghe được lời nói của Sở Bắc đều là hít vào một hơi không khí lạnh. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Bắc cũng là biến thành khâm phục. Vô luận hôm nay có kết quả như thế nào thì biểu hiện vừa rồi của Sở Bắc đều khiến cho bọn họ vô cùng ấn tượng. Dù sao, nếu như đối lại là bọn họ cũng không dám nói cuồng vọng như thế. Tốt, thật sự rất tốt, là rất trâu bò đó à.